Đúng không? Robot không người lái rút ngắn cái thời gian cũng như là giảm tải đi những cái chi phí do cái logistics mang gây ra. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái chương thứ hai. Chương thứ hai. Chương thứ hai là cái chương mà cũng đóng cái vai trò quan trọng như là một cái chương khung, cung cấp khung để cho các bạn hiểu về cấu trúc của cái cuốn sách này. Thì trong cái chương 2 này đó thì chúng ta sẽ xoay quanh một cái mô hình về cái khoảng cách của chất lượng dịch vụ, và hay còn các bạn được biết đến nhiều là mô hình năm khoảng cách. Chúng ta có khoảng cách khách hàng, khoảng cách của nhà cung cấp dịch vụ. Và trong cái khoảng cách của nhà cung cấp dịch vụ thì chúng ta có bốn cái khoảng cách, là khoảng cách ghép một là về nghe. Cái khoảng cách nghe, ghép 2 là cái khoảng cách về chuẩn hóa và thiết kế dịch vụ, và ghép 3 là cái khoảng cách về thực hiện dịch vụ, và ghép 4 đó chính là khoảng cách về giao tiếp và truyền thông. Đúng không? Thì đặt tất cả những quả cái lại với nhau thì chúng ta sẽ có một cái mô hình đầy đủ về chất lượng dịch vụ. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ dựa trên cái tinh thần đấy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái khoảng cách. Từ khoảng cách này. Đầu tiên đó là cái khoảng cách khách hàng. Cái hình ảnh đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn là hình ảnh về khoảng cách khách hàng. Thì các bạn sẽ thấy rằng là khách hàng sẽ có một cái khoảng cách xuất hiện giữa một bên, đó là cái expect service, tức là cái kỳ vọng, cái mong đợi về chất, về dịch vụ. Và cái thứ hai đó là cái perceive service, tức là cái cảm nhận về dịch vụ. Cái kỳ vọng tức là cái sự khác biệt giữa cái mong đợi và cái cảm nhận. Mong đợi tức là cái mà họ chưa dùng, họ chưa trải nghiệm, họ chưa sử dụng cái dịch vụ này, nhưng mà thông qua những cái thông tin, thông qua những cái người tham khảo, thông qua những cái truyền thông xung quanh thì họ bắt đầu có một cái tưởng tượng, có một cái mong đợi về một cái dịch vụ mà họ sẽ được dùng, sẽ trải nghiệm. Sau khi họ có, và từ khi mong đợi như vậy đó thì bắt đầu họ đi tới và họ trải nghiệm dịch vụ thực sự, thì lúc này họ sẽ có một cái perception hoặc là perceive, và một cái cảm nhận về dịch vụ sau khi họ đã dùng. Thì cái sự khác biệt giữa cái kỳ vọng và giữa cái cảm nhận thì nó sẽ tạo nên cái customer gap, tức là khoảng cách khách hàng. Đấy, các bạn hình dung cái điều này là như vậy đúng không? Đó. Thế thì cái điều này đó, cái điều này thì các bạn sẽ thấy được một cái điều rằng là cái sự đánh giá này thì nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chủ quan từ phía người tiêu dùng, từ phía người tiêu dùng, từ phía người tiêu dùng. Và như vậy đó thì cái làm thế nào để mình đưa cái customer gap này này giữa cái expectation của khách hàng và cái perception của khách hàng này nó càng ngày càng thu hẹp lại, hay nói khác là khoảng cách này nó gần như bằng zero, thì đấy là một cái điều lý tưởng nhất. Đấy. Và để làm được điều này thì mình phải làm những cái việc là gì? Mình phải khắc phục những cái khoảng cách của cái những cái khoảng của ghép từ ghép 1, ghép 2, ghép 3, ghép 4, tức là phải lắng nghe khách hàng như thế nào này, listening gap như thế nào, rồi design và standard service như thế nào, rồi đúng không? Rồi là gì ạ? Performance, cái dịch vụ delivering performance như thế nào, và cái cam kết về cái communication như thế nào. Thì những cái này làm nó sẽ đóng lại những cái khoảng cách này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đưa vào đi vào cái chi tiết nha các bạn. Chi tiết. Rồi. Ok, rồi, cái câu chuyện đầu tiên đó là listening gap. Cái khoảng cách đầu tiên là khoảng cách về listening gap. Đấy. Listening gap, cái gap 1 tạm gọi là listening gap, đó chính là cái nó xuất hiện khi nào, nó xuất hiện khi nào. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái listening gap này đó là những cái sự khác biệt giữa cái mong đợi của khách hàng về dịch vụ và
cái hiểu của công ty về những cái trong đợi đó. Đó, gọi là gaps về về listening. Hay nói khác có nghĩa là gì ạ? Cái trong đợi của khách hàng về dịch vụ và cái hiểu của cái người tiêu dùng về của cái hiểu của cái người cung cấp dịch vụ về những cái trong đợi đó. Thì cái nguyên nhân mà nó tồn tại cái gap này nó xuất hiện khi là có cái sự không phù hợp trong cái vấn đề về định hướng về nghiên cứu khách hàng. Hay nói khác là chúng ta sẽ không có một cái nghiên cứu về khách hàng đủ hiệu quả. Insufficient customer research. Thông thường thì các bạn thấy rằng để hiểu cái điều này thì mình phải làm các cái nghiên cứu về khách hàng. Sau này các bạn có học một cái môn là môn nghiên cứu marketing. Tức là mình phải nghiên cứu về khách hàng. À. Thì cái việc nghiên cứu khách hàng mình là chưa đủ. Cho nên là mình không không hiểu gì về họ hết trơn. À. Cái thứ hai nữa là gì? Các cái hoạt động nghiên cứu này thì nó không tập trung vào cái chất lượng dịch vụ. Nó tập trung vào chất lượng dịch vụ mà nó sẽ bị lệch vào một cái hướng hướng nào đó. Và cái thứ ba đó chính là nó sử dụng những cái nghiên cứu thị trường nó tức là những công cụ nghiên tiếp thị mà không không công cụ nghiên cứu mà nó không chính xác, nó không chính xác, à, không chính xác. À, thì đây cũng là đấy là những lý do mà nó dẫn đến là cái có cái sự không chính xác trong cái vấn đề định hướng nghiên cứu khách hàng. À, cái nguyên nhân thứ hai nó có thể nó dẫn đến sự xuất hiện của cái gap một về cái sự lắng nghe giữa cái nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng về cái trong đợi của họ đó, đó là thiếu cái giao tiếp từ dưới lên, upward communication, bị lack of upward communication. Có nghĩa rằng và cái điều này nó xuất phát từ đâu? Thì nó xuất phát từ chính thứ nhất là do cái thiếu cái sự tương tác giữa nhà quản lý và khách hàng. Nhiều khi là nhà quản lý phó mặc cái sự chăm sóc quan tâm tìm hiểu về khách hàng cho nhân viên cấp dưới và nhân viên cấp dưới thì lại cũng làm cái việc này không tốt hoặc là họ hiểu cái việc này không chính xác và dẫn đến là cái việc thiếu hụt thiếu cái sự cái thông tin nó diễn ra hoặc là cái giao tiếp cái truyền thông giữa những cái nhân viên và những người quản lý nó cũng không hiệu quả. Nhân viên gặp quản lý hay sợ 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 hết hồn này không tính nói gì gặp quản lý quát trầm rầm ấy tự nhiên quên hết không không nhớ cái gì phải trao đổi về những cái vấn đề của khách hàng hết như vậy thì nó cũng dẫn đến là thiếu những cái thông tin rồi có quá nhiều những cái tầng lớp giữa cái cá nhân giữa những cái nhân viên và những cái nhà quản lý cấp 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 cao tức là có quá nhiều tầng lớp ở giữa dẫn đến là cái sự mà tiếp cận cái thông tin từ những cái nhân viên cấp dưới với những nhân viên cấp trên là nó không không đến một cách trực tiếp được. Ở Việt Nam mình có một cái thành ngữ là tam sao thì thất bản. Bạn này nói thầy nói với bạn A là như vậy, bạn A đây nói với bạn B thì nó sẽ là một cái A phẩy, bạn B nói với bạn C nó khi là A hai phẩy. Và cái truyền thông đấy càng nhiều tầng lớp thì nó dẫn đến cái sự sai lệch càng nhiều và có những cái thử nghiệm nó chứng minh cái điều này. Cho nên là đấy cũng là cái điểm các bạn lưu ý cái nguyên nhân tức là đây là cái cách mà các bạn đi 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 đi, đi check đi đánh giá đi kiểm tra về cái listening gap nó xuất hiện ở đâu để các bạn tìm cách bạn khắc phục. Cái thứ ba đó là cái sự không hiệu quả trong cái vấn đề là tập trung vào cái mối quan hệ chú tâm vào mối quan hệ đối với lại là để xây dựng một quan hệ đối với lại là khách hàng. Ví dụ như là thiếu cái market segmentation, đó là thiếu cái phân khúc khách hàng. Như thầy nói thì khi mà mình không có một cái sự phân khúc khách hàng tốt á thì nó sẽ dẫn đến rằng là mình không hiểu họ. Và dẫn đến những cái hoạt động tiếp theo của mình nó sẽ bị sai lầm, bị thất bại. Ví dụ như là cái phân khúc khách hàng của mình là khách hàng businessman chẳng hạn. Là những doanh nhân chẳng hạn mà mình đi quảng cáo về cái dịch vụ của mình ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc là ở trên báo phụ nữ ở trên một số các cái tạp chí mà doanh nhân chả bao giờ họ quan tâm thì như vậy rồi là dẫn đến là xong rồi hoặc là mình thiết kế một cái dịch vụ
cho cái người thu nhập cao mà mình thiết kế theo một cái kiểu là nó thiếu cái sự khác biệt, thiếu một cái sự đẳng cấp thì nó cũng thất bại rồi. Đấy, cho nên rằng là cần phải có một cái sự phân khúc khách hàng, đừng để cho nó thiếu. Thứ hai là mình quá tập trung vào cái transaction hơn là cái mối quan hệ. Hay nói khác là gì? Tập trung vào cái việc bán được một cái sản phẩm, bán được một cái dịch vụ nào đấy hơn là xây dựng cái mối quan hệ với cái khách hàng đó. Bạn đừng có quá chăm chăm vào việc là tôi phải bán được cái giao dịch này, tôi phải bán được cái khách hàng này, tôi phải bán được ly cà phê này, mà thiếu đi cái sự chăm chút vào cái mối quan hệ đối với khách hàng. Long term relationship mới là cái câu chuyện mà chúng ta phải hướng đến. Là marketing bậc thầy phải là cái người mà dễ tạo được một long term relationship. Là khách hàng chỉ yêu thương bạn, yêu thương dịch vụ của bạn thôi. Khi có và như vậy thì khi đối thủ nào ra, dịch vụ mới nào ra hay là có những cái gì thay thế thì họ vẫn luôn luôn nghĩ về bạn, nhớ về bạn. Thì đấy mới là relationship chứ không phải là transaction. Đấy. Cho nên rằng là các bạn phải lưu ý cái điều đấy. Nhiều khi là mình phải hy sinh những cái transaction nhỏ này. Đáng lẽ là mình bán cái transaction này thì doanh nghiệp là có thêm lợi nhuận đấy, có thêm được doanh số đấy. Nhưng mà có lẽ là nó không phù hợp lắm với cái mong muốn mà khách hàng đang 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 tìm kiếm. Và như vậy thì mình bạn có thể tư vấn cho khách hàng một cái dịch vụ khác, một cái sản phẩm khác trong cái danh mục của mình, mặc dù là cái lợi nhuận từ cái việc transaction này có thể nó thấp hơn, thì bạn cũng nên làm. Bởi vì khi bạn làm điều đấy tốt cho khách hàng, đồng nghĩa với việc khách hàng họ xem bạn như là một partner, họ sẽ trust bạn, và như vậy thì bạn sẽ có được một cái long term relationship. Rồi, tập trung quá nhiều vào cái khách hàng mới hơn là cái khách hàng mà đã hiện hữu, thì đấy cũng là một cái sai lầm. Bởi vì là khách hàng hiện tại, bạn chi phí để bạn có được một khách hàng mới sẽ đắt gấp 3 lần chi phí để bạn phải duy trì một khách hàng hiện hữu. Cho nên rằng là nhiều khi có mới nới cũ, đúng không? Mới là một chuyện, có thêm khách hàng là một chuyện, nhưng mà mình phải làm sao chăm chút cho những khách hàng hiện hữu tốt vào để họ không rời bỏ mình. Bởi vì khi họ rời bỏ mình là một thất bại của dịch vụ. Và cái thứ tư đó chính là có một cái chiến lược recovery service là không chính xác, không phù hợp. Đương nhiên các bạn thấy rằng là trong cái quá trình mà thực thi các cái dịch vụ, triển khai các cái dịch, cung cấp các cái dịch vụ thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái gọi là service failure, tức là những cái lỗi dịch vụ. Thế thì khi có những lỗi dịch vụ này không ai chối bỏ nó cả, mà bạn phải đứng từ góc độ doanh nghiệp, đứng như quản lý, bạn phải làm sao mà khắc phục cái lỗi này một cách với một cái phương án tốt nhất để từ đó bạn có thể làm hài lòng khách hàng. Thì cái nguyên nhân mà dẫn đến glitch gap là nó có thể là nó sẽ phát từ chính cái điều này, bạn không có một chiến lược khôi phục dịch vụ tốt, ví dụ như là thiếu những cái khuyến khích để nghe những cái than phiền từ phía khách hàng, và có cái hộp thư góp ý từ khách hàng, nhưng mà hộp thư đấy nhìn vào thì mạng nhện nó bu đầy, không không có ai mở ra cả, đúng không nào? Đấy, bạn khách hàng nó complain thì bạn không care về complain đấy, và bạn không xem cái thời gian để phản hồi cho complain đấy là như là một cái tiêu chí để đánh giá nhân viên. Khách hàng complain ok tiếp nhận, nhưng mà có phản hồi hay không là chuyện khác, thì nó cũng dẫn đến câu chuyện là cái listening gap này nó sẽ bị càng ngày càng bự ra. Thất bại để mà bạn làm những cái bạn 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 làm những cái chỉnh sửa khắc phục, hoặc là những cái bồi đắp cho các khách hàng khi mà có những cái điều nó đi sai hướng đi, thì bạn phải khắc phục cái điều này. Và cái hệ thống khắc phục các cái lỗi của các bạn là không phù hợp, không đúng thời điểm, không đúng nơi đúng chốn, thì đấy cũng là cái điều mà các bạn cần phải cân nhắc. Thì tất cả những cái bốn cái vấn đề này nó sẽ dẫn đến cái listening gap, tức là cái sự khác biệt giữa trông đợi của khách hàng về dịch vụ và cái cách hiểu của công ty về những cái trông đợi đó. Thì những điều này nó sẽ dẫn đến cái gap 1 là listening gap. Cái gap 2, cái gap 2 đó là gap gọi là service design và standard gap, tức là cái gap về cái khoảng cách về thiết kế và chuẩn hóa dịch vụ. Các bạn đợi thầy một chút xíu nhé, để thầy phải setup lại cái thời gian làm bài trắc nghiệm của các bạn lại một chút xíu, bởi vì là thời gian nó hơi 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 sát rồi.
Nhiều người giờ 8 phút là sợ không kịp. 11 giờ. Ok, rồi, quay trở lại nha các bạn. Rồi, cái gap thứ hai đó là Service Design và Standard Gap. Thì cái gap này đó chính là một cái cảm nhận của khách hàng về những cái trông đợi. Ha? Cảm nhận của khách hàng về những cái trông đợi mà nhưng mà là cần thiết, tức là cái là cần thiết nhưng mà nó lại không hiệu quả cho việc chuyển giao những dịch vụ. Đã, thế thì cái anh ghép hai này, ghép hai này thì nó là cái gì? Ghép hai này thì nó đến từ đâu? À, thì cái ghép hai này chính đấy chính là cái hiểu một cách nôm na và đơn giản thì cái ghép hai này đấy chính là cái sự khác biệt giữa cái cách hiểu của công ty về trông đợi khách hàng và phát triển và cái cách mà công ty phát triển những cái thiết kế về dịch vụ và chuẩn hóa về những cái dịch vụ này mà hướng đến khách hàng, tức là cái cách hiểu của mình về expectation của họ và cái thiết kế của mình để đáp ứng được những cái expectation đó và chuẩn hóa những dịch vụ để đáp ứng những expectation đấy là nó có cái khoảng cách với nhau. Đấy. Thế thì nguyên nhân nó nằm ở đâu? Thế thì nguyên nhân ở đây là nó nằm từ cái thứ nhất đó là cái poor service design, tức là thiết kế dịch vụ quá nghèo nàn. Anh phát triển dịch vụ mới của các bạn nó thiếu đi một cái sự tổng hợp đó. Rồi những cái thiết kế dịch vụ của bạn nó mơ hồ, nó không có rõ ràng, không thống nhất và bạn thất bại để mà kết nối cái thiết kế cái dịch vụ với lại là cái định vị dịch vụ đó. Cái đây là cái mà chúng ta cần phải hết sức là lưu ý. Bạn thiết kế một cái dịch vụ của bạn nó phải phù hợp với cái định vị về cái dịch vụ trong tâm trí của khách hàng. Giống như câu chuyện lúc nãy thầy nói, khi các bạn thiết kế một cái nhà hàng dành cho các businessman thì bạn phải định vị cái dịch vụ của bạn là bạn dành cho businessman đó là phải sang trọng, phải không? Đó là phải đẳng cấp, đúng không? Đó phải làm cái gì đấy để họ có một cái không gian businessman đến đấy để tận hưởng những cái giá trị sống của họ. Và như vậy thì cái design về service của bạn phải là như nào? Từ cách phục vụ của nhân viên, từ trang phục của nhân viên, từ cái vị trí của cái nhà hàng đó, rồi các cái thiết bị chén đĩa bát nó phải cao cấp, bàn ghế nó phải xứng tầm và đương nhiên giá của dịch vụ nó cũng sẽ phải khác. Đấy. Cho nên là cái poor service design là cái vấn đề thứ nhất. Thứ hai đó là bạn thiếu đi những cái chuẩn mực chuẩn hóa cái sản phẩm mà hướng đến khách hàng, hướng đến khách hàng. Thiếu đi cái nguyên nhân ở đây nó có thể xuất phát từ chính việc là bạn thiếu đi cái tiêu chuẩn và những cái quy định để mà tạo ra cái dịch vụ xuất phát hướng đến khách hàng. Hoặc là bạn thiếu đi những cái nhà quản lý cái quy trình của dịch vụ mà họ focus họ tập trung vào cái yêu cầu của khách hàng, hay nói khác là bạn phải phải lắng nghe khách hàng nhiều hơn và lắng nghe khách hàng hơn trong cái quy trình của bạn phục vụ họ. Rồi bạn thiếu đi những cái quy trình chuẩn hóa để mà thiết lập các cái mục tiêu của dịch vụ. Và cái thứ ba đó là bạn cái physical evidence nó và cái service escape đó là không gian dịch vụ đó. Nó không phù hợp. Bạn thất bại để mà bạn tạo ra những cái tangible, những cái thứ hữu hình
phù hợp với cái trông đợi khách hàng của bạn. Như thầy nói lúc nãy là cái khách hàng businessman thì họ trông đợi cái điều gì, và bạn 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 thất bại để bạn bạn thiết kế đúng như những gì mà họ trông đợi. Và cái service escape, không gian dịch vụ được thiết kế ra nó không đáp ứng được cái nhu cầu, không đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng và nhân viên. Khách hàng là một chuyện rồi, nhưng mà bạn phải lưu ý đến cái câu chuyện của nhân viên nữa. Bạn thiết kế một cái không gian của nhà hàng rất là sang trọng và đẹp, nhưng mà nhân viên ở trong bếp, trong những cái dụng cụ để họ tác vụ, họ 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 làm ra chuẩn bị những cái món ăn đấy không không chuẩn chỉnh giống như những cái không gian bên ngoài với khách hàng, thì điều đấy nó cũng trở nên thất bại. Bạn không thể mà làm tốt được những gì mà cái khách hàng họ expectation để bạn chuyển giao. Rồi bạn có một cái bên trên cái bài và cái cập nhật và làm mới về không gian dịch vụ nó không phù hợp. Anh thử các bạn thấy rằng là thường những cái nhà hàng hoặc những cái quán xá, những cái dịch vụ đó, thì họ không bao giờ họ để những cái không gian dịch vụ của họ, những cái hữu hình của họ quá một cái khoảng thời gian nhất định nào đấy. Ví dụ như bạn thấy Vinpearl chẳng hạn, khoảng cỡ 3 đến 5 năm tùy vào cái mặt hàng thì họ sẽ thay đổi thiết bị một lần, và họ sẽ dù nó vẫn còn sử dụng được nhưng mà họ sẽ bỏ đi và thay vào đó là mua sắm những thiết bị mới vào. Nên là nó mới xuất hiện một cái loại hình business là gì, đi mua lại những cái đồ mà Vinpearl bỏ đi và sau đó bán lại cho những cái hotel, cho những khách sạn, cho những cái dịch vụ mà nó ở một cái chuẩn nó thấp hơn. Đấy thì đấy là câu chuyện. Rồi ví dụ như là các bạn thấy là Highland chẳng hạn, hoặc là Phúc Long, hoặc là Starbucks, thì khoảng vài ba năm, một năm một lần, có những cái ví dụ menu thì họ có thể thay đổi liên tục, 3 tháng 6 tháng lần họ cập nhật menu mới, hoặc là cái design, cái không gian màu sắc thì họ có những cái điều chỉnh, dựa trên cái giá trị cốt lõi, họ còn có những điều chỉnh cho nó phù hợp với cái sự thay đổi trong cái thị hiếu của khách hàng. Rồi ví dụ như là các bạn thấy rằng là Viettel chẳng hạn, vừa rồi bạn thấy Viettel họ đã thực hiện một cái sự thay đổi biển hiệu rất là lớn, thay đổi những cái slogan biển hiệu và màu sắc. Trước đây Viettel là một cái hình thể hiện cái hình bán nguyệt, hình nhật nguyệt, đúng không? Màu xanh và màu 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 xanh lá cây và màu vàng mặt đất. Thì giờ Viettel đã chuyển sang cái màu của họ là cái màu đỏ, một màu rất rực lửa, và một cái màu để thể hiện cái giá trị cốt lõi của họ bây giờ là chuyển đổi số, chứ không chỉ là đơn thuần là một cái nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nữa rồi. Thì đấy là cái ghép thứ hai, là ghép do cái sự khác biệt trong cách hiểu của nhà cung cấp dịch vụ về cái trông đợi của khách hàng và cái để truyền tải vào trong cái vấn đề thiết kế và chuẩn hóa cái dịch vụ của họ. Cái ghép thứ ba, đó là cái ghép về service performance gap, tức là cái ghép về thực hiện hoặc là trình diễn cái dịch vụ. Cái gap này nó xuất hiện từ ở cái giữa cái bộ phận là service delivery, giữa cái chuyển giao dịch vụ và những cái chuẩn hóa về dịch vụ. Rồi thì cái gap này các bạn có thấy rằng là nó là cái điều gì, cái gap này nó là cái điều gì, thì cái gap này nó chính là cái sự khác biệt giữa cái sự phát triển những cái chuẩn hóa về dịch vụ xuất phát từ phía hướng đến khách hàng và những cái thực hiện dịch vụ thực sự, những hành động thực hiện dịch vụ thực sự bởi nhân viên của doanh nghiệp. Nói khác là cái gap về này đấy chính là sự khác biệt giữa cái thiết kế hoặc là những cái chuẩn mực về dịch vụ mà bạn đặt ra và cái cách mà nhân viên chuyển giao cái dịch vụ đấy đến với khách hàng, nó có cái sự khác biệt. Tức là các bạn viết ra, các bạn nói ra và cái thực hiện khi mà họ thực thi, thì hai cái này càng khác nhau thì nó dẫn đến cái ghép này xuất hiện. Cái này, điều này thì nó do cái vấn đề nó nằm ở chỗ là cái chính sách về nguồn nhân lực nó không có hiệu quả, không có thống nhất, mà cái tính cái mâu thuẫn về vai trò, rồi nhân viên thì công nghệ, hỗ trợ về công nghệ và nhân viên nó không có phù hợp, rồi những cái đánh giá và những cái hệ thống đối xử, hệ thống gọi là thường thường đánh giá, thưởng phạt cho nhân viên nó không thực sự tốt, công tác tuyển dụng nó cũng không hiệu quả. Hay nói khác là cái này nó xuất phát từ yếu tố con người, cái công tác tuyển dụng, cái công tác nhân sự mình làm không tốt. Cái thứ hai đó là nó
đó, cái thất bại do trong để mà đáp ứng cái nhu cung và cầu. Cung cầu tức là cái này nó xuất phát từ chính cái việc mà chúng ta giải quyết cái câu chuyện về cái nhu cầu khi mà ở mức nhu cầu cao và nhu cầu thấp, là ví dụ như là vào những mùa cao điểm, mùa hè chẳng hạn, và mùa thấp điểm thì cái cung cấp dịch vụ và cái chuẩn mực chất mỡ đôi khi là nó sẽ bị bên. Ví dụ như vào lúc mà cao điểm thì đáng lẽ là bình thường, là setup trong tiêu chuẩn bình thường là cái phòng này phải có ví dụ như là có hoa tươi chẳng hạn, đúng không? Vào cả thời kỳ cao điểm nhân viên và hoa chuẩn bị này kia không kịp, cho nên là hoa tươi nó không có. Thì đấy là một cái ví dụ do là cái tác động của cao điểm mình không control được, mình không kiểm soát được. Rồi cái sự không phù hợp của việc pha trộn của những cái nhóm khách hàng, rồi cái vấn đề về tính giá, giá đặt thiết lập cái chiến lược đặt giá nó không phù hợp vào cho cái nhu cầu. Ví dụ như là vào những lúc cao điểm thì để hạn chế câu chuyện này thì bạn phải đặt một cái mức giá là gì, thường là định giá theo theo mùa các bạn. Cao điểm thì nó định giá một cái mức giá cao hơn, còn vào thấp điểm thì nó sẽ định giá một cái mức giá là nó thấp hơn để khuyến khích người ta sử dụng dịch vụ. Thì cái này cái chiến lược giá này nó không có phù hợp. Rồi khách hàng thì không có thực hiện một cái đầy đủ, chuyển em đầy đủ cái vai trò của họ. Tức là khách hàng thiếu, do khách hàng thiếu kiến thức và cái vai trò và cũng như trách nhiệm của họ. Thì cái này nó xuất phát từ chính cái cách mình làm educate khách hàng, mình phải cải tiến cái này bằng educate khách hàng tốt hơn. Rồi khách hàng họ có những cái tương tác với lẫn nhau mà tiêu cực, thì nó cũng dẫn đến là cái quá trình chuyển giá dịch vụ nó sẽ gặp khó khăn. Rồi một số các cái vấn đề với những cái trung gian dịch vụ, ví dụ như là những cái kênh phân phối họ mâu thuẫn với nhau nè, rồi cái mâu thuẫn về chi phí và lợi ích giữa cái của kênh này, rồi những cái control về kiểm soát về chất lượng nó khó và nó không có được cái sự đồng nhất consistent với nhau, và những cái căng thẳng giữa cái việc là empowerment, tức là trao quyền và kiểm soát. Khi mình muốn trao quyền cho nhân viên nhưng mà lại có những cái bộ phận hoặc có những người họ lại muốn kiểm soát với nhân viên, và điều này nó tạo ra một cái sự khó khăn trong cái vấn đề là chuyển giao dịch vụ. Đáng lẽ ra là khi mà gặp cái vấn đề này thì anh được phép là xử lý, thế nhưng mà có những cái lúc mà nó vượt quá cái quy định, ví dụ như là cái bill mà dưới 2 triệu thì anh được phép quyết định, cái anh trưởng ga đã được phép quyết định, nhưng mà có những cái bill nó trên 2 triệu mà nó có vấn đề, bây giờ cái anh là gì, giám đốc bộ phận phải chịu trách nhiệm chẳng hạn, nhưng mà anh giám đốc bộ phận thì không có trực tiếp ở đấy lúc đấy, vậy thì anh phải phải xin ý kiến, bắt khách hàng phải chờ đợi, phải xử lý, cái này nó dẫn đến là khó khăn. Đấy, thì đấy là những cái điều mà liên quan đến cái khoảng cách thứ ba, là khoảng cách về thực hiện cái dịch vụ đến với khách hàng. Và nguyên nhân cái khoảng cách này thì nó những cái nguyên nhân, bốn nguyên nhân cơ bản được mô tả cho các bạn như vậy. Và cái ở đây cái khoảng cách này chính là cái sự khác biệt giữa cái những cái thiết kế và những cái chuẩn mực về dịch vụ hướng đến khách hàng và cái cách mà nhân viên chuyển giao cái dịch vụ đấy, thì nó sẽ dẫn đến khoảng cách thứ ba này. Và khoảng cách thứ tư đó là cái khoảng cách về communication gap, tức là khoảng cách giữa cái chuyển giao dịch vụ, service delivery, và cái sự khác biệt giữa chuyển giao dịch vụ và cái giao tiếp ra bên ngoài với khách hàng. Thì nó xuất hiện cái gap thứ tư. Gap thứ tư thì cái gap thứ tư này nó chính nguyên nhân nó xuất phát từ chính cái sự khác biệt giữa cái lời hứa, đúng không? Nó nằm ở cái chỗ là cái lời hứa thực sự bạn bạn sẽ chuyển giao là cái gì, đúng không? Và cái thực sự khi mà bạn khách hàng đến, khách hàng dùng cái dịch vụ thì khách hàng nhận được là cái gì. Thì đây chính là cái khoảng cách hệ xuất hiện, cái khoảng cách là khoảng cách truyền thông, khoảng cách giao tiếp. Thì cái khoảng cách này nó xuất hiện là do đâu, thì nó do năm cái từ từ năm cái nguồn chính. Cái thứ nhất đó chính là thiếu cái sự tích hợp
nó thiếu cái bộ phận là giao tiếp, truyền thông tiếp thị tích hợp trong dịch vụ. Ví dụ như là cái xu hướng mà nhìn về giao tiếp bên ngoài là thì như là một cái gì đấy nó rất là độc lập mà không gắn liền với lại là cái bộ phận là IC, IMC, tức là bộ phận truyền thông tiếp thị tích hợp, không có nằm trong cái kế hoạch truyền thông, tương tác, rồi thiếu đi những cái chương trình tiếp thị nội địa mà, về nội bộ đó mạnh. Tức là nhiều khi các bạn sẽ tiếp thị, chúng ta sẽ có hai cái tiếp thị ở bên ngoài, tức là tiếp thị đến khách hàng, tiếp thị đến với lại là các cái partner, còn còn có hình thức nữa là tiếp thị bên trong, tức là truyền thông với cái nhân viên, với nội bộ của doanh nghiệp đấy. Thì nó thiếu thiếu cái điều này, nó dẫn đến là cái cách không thống nhất được trong cái cách truyền thông với nhau về cái dịch vụ của mình đến khách hàng. Cái thứ hai là cái quản trị, cái kỳ vọng của khách hàng nó không hiệu quả, hoạt động quản trị về cái kỳ vọng khách hàng nó không có hiệu quả. Tức là không có cái hoạt động quản lý về trong đợi khách hàng thông qua các cái hình thức của giao tiếp, không có cái giáo dục, educate cho cái khách hàng một cách phù hợp. Và chính điều này nó cũng dẫn đến là cái expectation của khách hàng nó bị lệch lạc đi. Hứa quá nhiều, thất hứa cũng thật nhiều, over promising, tức là hứa quá nhiều trong quảng cáo, khi đến đây thì bạn sẽ được cái này, bạn sẽ được cái kia, nhưng mà khi mà thực sự chuyển giao cái dịch vụ thì nó đúng giống như những gì mà hứa. Thì đây là cũng một cái điều mà các bạn phải hết sức là cân nhắc, đặc biệt là trong những lúc cao điểm, hoặc là trong những lúc mà cái dịch vụ của bạn nó bị overload, nó bị quá tải. Over missing là do là personal selling. Thì cái vấn đề advertising thì các bạn dễ quảng cáo, là nó dễ kiểm soát hơn là cái vấn đề là personal selling, tức là bán hàng cá nhân. Nhiều lúc là một cái nhân viên bán hàng cá nhân nào, một cái nhân viên marketing nào đó, họ đưa ra những cái cam kết theo cái ngẫu hứng của họ, thì nó cũng dẫn đến là khi đến thì không đúng như như những gì mà họ nói, thì cũng rất là nguy hiểm. Rồi là gì, cái bỏ qua cái lời hứa do những cái bằng chứng về vật lý nó không có đúng như những gì cam kết. Ví dụ như là chuẩn khách sạn là 4 sao, 4 sao thì nó phải là chuẩn những cái gì, nó phải có hồ bơi, đúng không? Nguyên tắc khách sạn 4 sao là nó phải có hồ bơi. Thế nhưng mà đến thì phòng góc rất là đẹp, nhưng mà khi hỏi hồ bơi thì bảo là hồ bơi này là hồ bơi trong nhà, hoặc là hồ bơi này thì hồ bơi không đủ tiêu chuẩn, hoặc là hồ bơi đang bảo trì hoặc đang xây dựng, ví dụ như vậy. Nó cũng dẫn đến là cái câu chuyện là nó không phù hợp. Rồi, giao tiếp, và ngoài ra thì một số các cái nguyên nhân nữa, vì thời gian thầy sợ nó không có hơi dài các bạn, nó không này. Thì các bạn sẽ đọc thêm nhé. Như vậy tóm lại ở đây là chúng ta có tất cả, thì chúng ta có mô hình 5 khoảng cách, trong đó có 4 khoảng cách là từ phía nhà cung cấp dịch vụ, và 1 khoảng cách là từ phía khách hàng. Thì chúng ta có 5 khoảng cách như vậy. Thì triển khai cách để triển khai những cái mô hình này thì chúng ta cũng phải đặt ra những câu hỏi. Đặt hỏi thì chúng ta đầu tiên là chúng ta đánh giá, sau đó chúng ta đặt ra những câu hỏi để chúng ta chẩn đoán và chúng ta làm. Và trong cái phần cuối của cái chương này, nó có một cái phần là strategy insight đó các bạn, nó có cái phần là mô hình service quality gap model audit. Các bạn đọc thêm cái này để các bạn hiểu, hôm sau chúng ta trao đổi thêm về cách làm nào để chúng ta làm cái này, để chúng ta đánh giá về cái chất lượng dịch vụ của một cái doanh nghiệp. Ok, về cơ bản thì cái chương 2 này là cái chương mà các bạn sẽ được trình bày, được nắm hiểu về cái mô hình khoảng cách chất lượng dịch vụ. Trong đó có 5 cái khoảng cách, thì trong đó có một khoảng cách là khoảng cách từ customer gap, tức là sự khác biệt giữa expectation của khách hàng và cái perception của khách hàng. Và cái bốn khoảng cách còn lại là từ xuất phát từ phía provider gap, tức là từ phía nhà cung cấp dịch vụ. Ví dụ như là cái sự listening gap là cái sự không hiểu trong cái expectation của khách hàng, và cái understanding, cái hiểu của người cung cấp dịch vụ.
Rồi gap thứ hai là gap về service design và standard gap. Gap thứ ba là gap về service performance gap. Và gap thứ tư là gap về communication gap. Thì mỗi một gap như vậy thì đã chỉ rõ cho các bạn về cái cách thức và nguồn gốc ở đâu nó có xuất phát sẽ hình thành nên những cái gap như vậy. Và chúng ta hiểu được cái nguyên nhân từ đâu thì chúng ta sẽ có những cách thức để chúng ta khắc phục tốt. Và như vậy thì với hai cái chương này thì thầy sẽ kết thúc cái nội dung của cái buổi ngày hôm nay ở đây. Và bây giờ thì các bạn sẽ bắt đầu với cái bài test của mình.